top những nghề dễ kiếm tiền và làm giàu nhanh nhất. Phiên dịch và viết content. Đây được xem là các ngành nghề dễ kiếm tiền nhất. Việt Nam chỉ thuộc nhóm trung bình về trình độ tiếng Anh với mức điểm được đánh giá là 53,81 trên thang điểm 100. Vì lý do đó, nhu cầu thuê ai đó giỏi tiếng Anh để viết bài và dịch thuật luôn luôn hiện hữu. Trên các trang freelance như Freelance hay các trang giao vặt như Chợ Tốt, mỗi ngày có rất nhiều hàng ngàn công việc viết nội dung và dịch thuật được đăng lên. Ngoài các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp thì các tờ báo mạng quy mô nhỏ cũng có nhu cầu viết bài rất lớn. Mức thù lao của công việc này là thường tính theo số từ. Thù lao rẻ nhất vào khoảng 50.000 1.000 từ. Tuy nhiên, nếu bạn là cây viết có tay nghề, thù lao có thể tăng lên từ 2 đến 10 lần. Có thời gian rảnh, hãy luyện dịch và luyện viết để nâng cao chuyên môn. Cái này sẽ không bao giờ thừa. Một cây viết chuyên nghiệp có thể nhận khoảng 20 đến 30 bài một tuần và thu nhập không tệ chút nào. Nguyên tắc bất di bất dịch khi làm việc này là hãy ăn cây nào rào cây nấy. Khi làm việc với khách hàng, hãy tập trung phục vụ họ thật tốt để họ chọn bạn dịch thuật lâu dài. Khách hàng lâu dài sẽ giúp bạn tập trung hơn. Bạn chỉ việc lo viết bài thôi, chứ không cần phải đi quảng cáo và tìm khách về sau. Trên đây là những gợi ý về một số nghề dễ kiếm tiền nhất hiện nay, giúp bạn tham khảo. Nếu chưa biết làm nghề gì nhanh giàu nhất, hay nghề dễ làm giàu hiện nay còn phụ thuộc vào thị trường và chiến lược kinh doanh của bạn. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn và phát triển ý tưởng một cách hiệu quả nhất. Mở cửa hàng giặt là khô. Tại các thị xã, thành phố lớn, loại hình dịch vụ này cực đắt khách do mật độ dân cư đông và đa phần họ đều có thu nhập cao. Để mở tiệm giặt là khô thì chỉ cần đầu tư máy móc dụng cụ rồi bột giặt nước xả cần thiết, sau đó kèm theo quảng cáo rộng lượng dãi là ổn. Bạn cứ làm tốt thì ắt khách sẽ tự động tìm đến bạn. Các hoạt động tiếp thị rất quan trọng nếu bạn muốn thu hút khách hàng đến với tiệm của mình. Ngoài những phương thức truyền thống như in-spotter, phát tờ rơi, bạn có thể quảng cáo online trên mạng bằng cách đăng tin lên các diễn đàn trong mạng xã hội. Trong giai đoạn đầu, bạn nên có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng như giảm giá, phát hành thẻ tiết kiệm, xả thơm miễn phí. Tuy không phải là nghề hái ra tiền triệu mỗi ngày, nhưng hiện loại dịch vụ này ở khu vực nông thôn chưa xuất hiện nhiều. Bạn thử nghiên cứu thị trường này và đầu tư xem sao. Buôn bán tài liệu chuyên ngành, ví dụ như viết sách, xây dựng tài liệu về các ngành nghề rồi bán trên mạng. Bạn giỏi lĩnh vực ngành nghề nào thì viết về lĩnh vực đó. Quan trọng là chất lượng nội dung như thế nào, có đem lại cho người đọc, người mới vào nghề, người đang học nghề, cách làm và giúp họ thành nghề hay không. Nếu đạt được yêu cầu trên thì mỗi bản tài liệu bạn hoàn toàn có thể thu về 100-600.000 đồng hoặc là hơn một cách dễ dàng. Buôn lá tre kiếm tiền tỷ mỗi năm. Nghề lạ hái ra tiền. Nói ra có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng buôn lá tre lại là nghề dễ kiếm tiền nhất hiện nay. Lá tre tưởng chừng như không có tác dụng gì ngoài việc sử dụng làm chất đốt, nhưng loại lá này đã giúp hàng trăm hộ gia đình ở Đoan Hùng, Phú Thọ và Mỹ Đức, Hà Nội kiếm hàng chục triệu, thậm chí cả tỷ đồng mỗi năm. Theo chia sẻ của bà Trịnh Thị Mây, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, lá tre sinh trưởng rất tốt nên hiếm khi thiếu hàng để bán. Gia đình bà trước đây là một hộ nghèo trong xã, nhưng từ khi buôn lá tre, gia đình bà đã có doanh thu lên đến hàng tỷ đồng. Năm 1992, khi giá vàng chỉ có hơn 400.000 đồng một chỉ, thì bà đã thu về được 700.000 đồng. Khi buôn bán 50 cân lá tre với giá bán là 14.000 đồng một cân. Ở thời điểm hiện tại, giá thu mua lá tre tươi là 7.000 đồng một cân, lá tre khô là 30.000 đồng một cân. Trung bình, mỗi năm gia đình bà Mây xuất đi từ 100 đến 200 tấn lá tre sang Nhật Bản, Đài Loan để chế biến phục vụ cho việc gói bánh. Chế cành tre thành vỏ bút, nghề dễ kiếm tiền nhất hiện nay.
làm nghề gì vừa thỏa mãn được đam mê vừa có thu nhập khủng. Câu chuyện của chàng trai trẻ sau đây sẽ phần nào giúp bạn có thêm ý tưởng để bắt đầu khởi nghiệp nếu chưa biết làm nghề gì bây giờ. Anh Nguyễn Duy Thắng ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, thi đỗ chuyên ngành thiết kế đồ họa của Viện Đại học Mở Hà Nội vào năm 2005. Trong những năm tháng học trên giảng đường đại học, anh vừa học vừa làm những chiếc vỏ bút tự chế từ cành tre đi bán rong ruổi trên khắp các con phố thủ đô. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được giữ lại làm giảng viên của trường, nhưng anh lại từ bỏ công việc đó để theo đuổi đam mê khởi nghiệp của mình. Với hành trang là những chiếc vỏ bút tre mà anh tự chế tạo ra từ hồi còn là sinh viên. Năm 2012, anh Thắng chính thức bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình tại chính mảnh đất mà anh đã sinh ra và lớn lên. Đến nay, đã có hơn 200 cửa hàng nhận bút tre của anh để bán và số lượng nhân công làm thuê cho anh đã lên đến 20 người. Bình quân, mỗi chiếc vỏ bút tre được bán trên thị trường có giá từ 20 đến 50 nghìn đồng, nhưng anh Thắng chỉ mất 3 đến 5 nghìn đồng tiền nguyên vật liệu. Với lợi nhuận siêu khủng, công ty của anh có doanh thu hàng năm lên tới 1 tỷ đồng. Kinh doanh online với dropshipping. Hiểu nôm na, có thể xem dropshipping là một cách bán hàng không cần nhập kho. Điều này tương đồng với việc bạn, người bán, không phải là người thực hiện việc đóng gói, vận chuyển hàng hóa đến tay người bán. Phương pháp này vận hành như thế nào? Bạn lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp cho mặt hàng mình dự định kinh doanh. Tiếp theo, bạn giao bán sản phẩm và có đơn đặt hàng. Lúc này, bạn yêu cầu nhà cung cấp đóng gói, vận chuyển hàng hóa đến thẳng khách hàng của bạn mà không cần gửi tới kho hàng cho bạn thực hiện. Ngay tới đây, có phải bạn thấy rất quen thuộc phải không? Cực kỳ nhiều các bạn Việt Nam đang kinh doanh, thu lại lợi nhuận khủng từ phương pháp này. Một số người còn coi đây như mô hình cộng tác viên. Bất kỳ ai cũng có thể có thu nhập với kinh doanh qua dropshipping. Tuy nhiên, thích hợp nhất cho việc làm ăn này có thể kể đến 3 nhóm là nhân viên văn phòng, sinh viên và mẹ bỉm sữa. Đặc điểm chung của 3 nhóm này đều muốn tạo thêm nguồn thu nhập trong thời gian rảnh rỗi. Họ không thể dành quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc nhập hàng về kho, kiểm hàng, trông coi và giám sát. Do đó, dropshipping gần như là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này. Bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi này đăng tin bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Việc làm này của bạn không tốn quá nhiều thời gian, chắc chắn không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc, học hành hay việc nhà cửa. Tạo thêm nguồn thu thông qua phương pháp này sẽ giúp bạn đạt được mục đích hiệu quả nhất. Bắt tay vào viết blog review. Bạn có sở thích viết lách, có những chủ đề lĩnh vực là thế mạnh của riêng mình. Tại sao bạn không kết hợp hai yếu tố trên bắt đầu viết blog kiếm thêm thu nhập? Khi blog của bạn đã có nguồn theo dõi ổn định, bạn có thể tăng thêm thu nhập của mình thông qua những cách sau. Đưa quảng cáo Google AdSense lên blog của bạn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, kiếm tiền thông qua affiliate marketing. Mỗi cách đều có những đặc điểm riêng trong quá trình thực hiện. Bạn có thể chọn một trong ba hoặc kết hợp cả ba cách tăng thu nhập trên cho blog của mình đều không thành vấn đề. Chú ý đừng biến blog của mình thành một kênh tạp nham chỉ chứa quảng cáo nếu không muốn mất lần truy cập ổn định. Tùy thuộc vào khả năng truyền tải nội dung, độ hot của blog, sự tương thích của sản phẩm dịch vụ bạn giới thiệu và số tiền bạn thu được là khác nhau. Con số này có thể dao động từ vài triệu cho đến trăm triệu. Do vậy, hãy xem xét, nghiên cứu để bắt đầu kiếm tiền qua cách thú vị này. Như đã giới thiệu ở trên, bạn cần tạo nguồn theo dõi ổn định nếu muốn kiếm tiền từ kênh này. Do đó, trước khi bắt đầu, bạn cần xác định chủ đề mà mình xây dựng cho trang của bạn. Có hai cách để chọn nội dung. Chọn chủ đề bạn hứng thú, có chuyên môn. Chọn theo sự quan tâm của thị trường. Với cách đầu tiên, do là chủ đề với thế mạnh của bạn, bạn sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng hứng thú với những chủ đề bạn quan tâm. Vì vậy, bạn cần giới hạn tập khách hàng cho trang của bạn. Định hướng với những khách hàng này,
mình có thể kiếm tiền từ những kênh nào, liệu có hiệu quả hay không. Với cách thứ hai, bạn cần là người nhanh nhạy, nắm bắt được thị hiếu của người xem tốt nhất. Ngoài ra, một số công cụ đánh giá từ khóa cũng là nguồn tham khảo có giá trị. Nhược điểm của cách này, vì không phải chủ đề do bạn làm chủ, có thể bạn cần chi tiền để thuê người xây dựng nội dung, tốn thêm một phần chi phí không nhỏ. Dù cách làm nào, bạn cũng cần xem xét dựa trên nhiều yếu tố trước khi quyết định. Hãy đưa ra phân tích đánh giá, cần đo đong đếm chi phí, doanh thu và lợi nhuận dự định để xác định việc làm ăn mình sắp thực hiện có lời và thu lợi nhuận được hay không trước khi kinh doanh bạn nhé. Làm YouTuber kiếm tiền trăm mỗi năm. Năm 2019 như một năm bùng nổ với nghề làm YouTuber, hàng loạt các kênh vlog đã ra đời, chiếm sóng mạnh mẽ, nhận nút vàng nút bạc thần tốc tại Việt Nam. Những thông tin sau đây là ngành nghề dễ kiếm tiền, thu nhập khủng càng khiến công việc này thêm hot. Vậy sự thật cụ thể là gì? Nếu bạn không xác định được cụ thể hướng cho kênh của mình thích gì đang đó, bạn sẽ gặp khó khăn trong khâu thu hút khách hàng. Đồng thời, việc xác định đối tượng người xem mà bạn muốn hướng tới cũng không dễ dàng. Ngoài ra, bạn cần phải có sự am hiểu nhất định về máy móc tin học và máy tính. Trước hết, muốn người xem dừng lại lâu hơn với những video của mình, hình ảnh phải chất lượng. Để làm được điều đó, người làm vlog cần có sự đầu tư nhất định. Khâu hậu kỳ, chỉnh sửa video, chèn nhạc, ghép tiếng cùng hình ảnh sinh động cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu không biết ít nhất là thông tin cơ bản về những vấn đề này, khả năng thành công cho kênh của bạn cũng không cao. Ngoài những yếu tố trên, bạn cần biết cách chạy quảng cáo, quảng bá sản phẩm do mình tạo ra, làm cách nào để những video do bạn thực hiện nhận được sự quan tâm nhất. Không hoàn toàn chỉ dựa vào nội dung, còn rất nhiều những yếu tố quyết định thành công của bạn. Hiện nay, chính sách trả tiền của YouTube ngày càng khắt khe, điều đó đồng nghĩa với việc tăng thu nhập tại đây càng không đơn giản. Bạn nghĩ thu hút được 1.000 view cho video có phải việc đơn giản không? Nhưng với chừng ấy lượt view, YouTube chi trả cho bạn chỉ khoảng $1, tương ứng với hơn 23.000 đồng, thật bèo bọt có phải không? Thu nhập từ YouTube chủ yếu xuất phát từ các quảng cáo xuất hiện khi video của bạn đang trình chiếu và khách hàng có chuyển hướng đến đó hay không. Ngoài ra, nếu kênh của bạn thực sự hấp dẫn, các doanh nghiệp sẽ đầu tư để sản phẩm dịch vụ của họ xuất hiện trên video của bạn, từ đó bạn có nguồn thu nhập đáng kể. Học cách xây dựng kế hoạch, chiến lược hoàn chỉnh, kỹ năng này cũng được phát triển nếu làm YouTube. Bạn cần nên kế hoạch đăng video để những sản phẩm của mình trở thành thói quen của người dùng Internet. Kỹ năng đánh giá cũng được luyện tập khi bạn bắt đầu kiếm tiền trên YouTube. Bạn cần xác định những video của mình có đủ hấp dẫn hay không, còn cần gì để chúng thêm thu hút người xem. Khách hàng của chúng ta cần gì trong những video mà mình cung cấp. Nói chung, làm YouTube, bạn phải kết hợp sử dụng các kỹ năng nhuần nhuyễn. Chỉ như vậy, kênh của bạn mới có cơ hội tồn tại và được chú ý kiếm tiền hiệu quả nhất.